Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh Simpson và chiếc ván trượt thần chết nha mọi người. Và đây là mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng tô màu cho bức tranh này. Nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Mình sẽ bắt đầu luôn nha. Thế giờ mình yêu tô màu quá mọi người. Mình muốn tô màu cả đời. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu một bức ống trai bố Simpson đang ăn. Nói chung đang làm gì mình chả biết. Thì nha mọi người. Ok, và để đỡ nhiều thời gian mọi người thì mình sẽ tô cả vào mặt của Simpson nữa nha. Nếu mà không farm hết được lính thì sao? Mà không lên được level thì sao? Nhưng mà mình phải tự farm hết mấy con đấy á. Nếu mà mình kiểu cái đòn cuối cùng để hạ con lính mà mình không, mà không phải mình đánh mà là con lính kia bên kia nó đánh ấy. À, con lính bên mình. À đủ nhưng nè. Và mình sẽ tô màu với mọi người như thế này nha. Nhị cha. Ok nha mọi người, và mình sẽ yên tâm để trồng cây nha. Mẹ tốn tiền ghê. Và mình sẽ tô màu như thế này nha mọi người. Ok. 2 giờ khuya rồi, sao anh cứ nhắn tin thế này, em ngủ đây. Ok nha, mình sẽ trồng như thế này nha mọi người. Ok nha mọi người ơi. Mọi người hãy thua theo mình nhé. Mày nhờ này. Và ok nha. Và mình sẽ lấy màu cam để tô vào áo của thằng này nha mọi người. Tết đấy là mình sẽ lấy màu xanh này để tô vào giày và quần nha mọi người. Tô lên. Đây nha mọi người. Và Tết đấy là mình sẽ lấy màu xanh đậm để tô vào cái ván trượt này nha. Mình sẽ phải gọt một xanh đậm này đi bởi vì nó khá là cùn. Ok. Đó
No. Dạ. Đây nha mọi người, mình sẽ tô vào như thế này nha. Ok nha. Mọi người ơi, mọi người tô cho mình được một bức tranh thật là đẹp nhé. Mình sẽ để lên một chút cho mọi người tô và mình sẽ làm bức tranh ngay sau đó nhé. Ok. Mọi người tô đi ạ. Đây nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của cuối video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ok. Vậy còn ok mọi người, ván này mình không thể xây được cái nhà đẹp. Ok nha mọi người. Nu. Ok, và mình sẽ tô màu như thế này nha mọi người ơi. Mình hết cách rồi, mình phải làm vậy thôi. Ok ra nha mọi người. Và mình sẽ trồng lại như thế này nha. Ok. Ok, mình sẽ tô màu như thế này. Ok nha, con này nó rất là đông luôn mọi người, mình phải nỗ lực. Nhom nhom. Mình cảm thấy con 75 xu này nó rất là khỏe nha mọi người, nó không yếu như mình nghĩ. Biết vậy chọn ngay từ đầu phải hơn không? Ok nha mọi người, và mình sẽ đến với bàn tiếp theo nha.
Ok, và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa tô xong rồi nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về Simpson và bắn và bộ môn lướt sóng nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình và mình định tô ngày hôm nay nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này, nên là mọi người hãy theo dõi mình luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ phải đánh số nha mọi người. Đúng rồi ạ, khả năng cao là như gì? Đâu? Đi ăn mì tôm trong kia chứ. Và mình sẽ tô cái quần này bằng màu xanh lá cây nha mọi người. Đi ăn mì tôm hào hào ấy. Đây nha mọi người, và mình sẽ tô cái sấm sét này vào màu cam nha. Chạy đâu. Và mình sẽ tô cái ván lướt này bằng màu đỏ nha mọi người. Cứ mở mấy cái tủ ở bên dưới ra là được. Tủ ở bên trong góc ấy. Tủ bên trong góc đây, mình đã tô như thế này nha mọi người, hãy tô theo mình. Ok ra nha mọi người. Ok nha mọi người, và mình sẽ tô màu như thế này nha. Chân lên đây để với. Ok nha mọi người, và mình sẽ cho mọi người xem bức tranh của mình như thế này nha. Và
Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong này. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người. À nhầm, bây giờ mình sẽ tô tiếp nha mọi người. Ok. Ơ cho tôi xin mấy gói mì tôm. Tôi xin mấy gói mì tôm. Buồn mồm quá. Oh thank you. Em ăn không, em bóc cho. Nhị cha, cho mấy con này sao chơi. Màu nào ngon nhỉ? Vâng anh. Mọi người muốn nghe mình múc bang không? Phí. I don't wanna live that way. You say that you can let it go. Ok em mọi người. Từ dương mình bị nghiện mình tâm trẻ em nha. Mày nhờ này. No. Màu vàng ngon lắm. Vâng. Anh chú anh mùi vàng ngon thật mà. Ngon đúng không anh? Khắp mà. Mùi vàng nó ngọt hơn. Mà ăn chấm á. Mà anh gấp vào á. Cho em xin tí. Em thử xem. Nó không chua chua. Ít rồi nha anh, em ăn còn tí.
mình đang ăn mì tôm chấm súp hào hào nha mọi người. Nhô no. Đấy chính là bức tranh của mình sau khi mình ăn tôm hùm xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nhé. Bye bye, mình hẹn gặp lại nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về Simpson không muốn học bài, không muốn đi học nha mọi người. Và đây là Simpson với bài kiểm tra kém ở trường nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ủa, ăn luôn trong đấy hả? Đủ. Và mình sẽ tô màu vàng và Simpson như thế này nha. Đó, và mình sẽ tô áo của Simpson bằng màu cam nha mọi người. Đó, mọi người tô cho mình nhé. Thơm thật. Thêm ăn mì vậy. Anh ăn mì không? Đó, và tiếp đến là mình sẽ màu đỏ để tô vào lưỡi của Simpson như thế này. Và mình sẽ lấy màu nâu vào nhà để tô vào phần này nha mọi người. Tô vào cái mặt bàn nha. Say that you can let it go. Và mình sẽ lấy màu da để tô thật đậm vào các chân bàn nha mọi người ơi. Anh ăn tưới này không? Chưa. Ăn đi ngon vãi. Đưa anh cho em xì. Ngon vãi. Ăn cái này. Ồ, ngon vãi. Chết mẹ, nó bóc to quá. Em lớp xé hơi to. Lần trước em cho nhiều quá, mắt thích cũng. Nhờn này. Hơn mà anh. Hình như 100. Hơn 50 thôi. No, hôm nay nó không cho tôi bill nên tôi cũng không biết. Hay gói, nhưng mà tôi lấy big to mà. Tôi lấy big to luôn. Tại vì nghĩ mọi người sẽ ăn nhiều. Nè, chị ủa cho mấy cây này tôi sao? Đây mọi người. Ngon không?
Hơi mặn nhưng mà ngon. Ngon lên rất to nhiều. No, nó rơi hết súp ra đây à. Ôi. Cho con kia thì được, mình nhét hai con kia vào làm gì không biết. Hết rồi. Mẹ giấu giấu dìm dìm. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Ô, hồi bé mình cứ thèm không có gì ăn, toàn phải liếm súp mì tôm ăn cho đỡ thèm. I hate you, you hate me. No, cho mấy con này làm gì? Ê, tôi không muốn chơi Play Zombie nữa luôn ý mọi người. Anh đưa ra cho em xin ít súp mì tôm. No. Đổ được mày. Thôi thôi thôi, anh nhận thôi. Hơi mặn. Hello. Ngon vãi. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người ơi. Ủa ai cho mày ăn của tao vậy? Ok nha mọi người. Ủa hết rồi à? Rồi tôi đi ạ. Đéo hiểu. Tao mày ăn được có giúp một miếng vào mồm. Mày đã ăn hết của tao rồi. Đây ạ. Mày, tao lệ mày, đéo ăn nữa. Không. Mày lấy gói khác cho tao, xong mày anh đúc đổ vào. Ok nha mọi người. Cái nên ăn uống. Chim
ID nha các bạn, nhập chuối là ID thì... Và mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem nha. Đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo.